Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay chúng ta cùng đi tham quan một số cái căn hộ đã hoàn thiện nội thất tại dự án Vinhome Grand Park quận 9. Vậy thì anh chị hãy cùng đi tham quan với Đạt nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước vô một căn hộ. Đây là một căn hộ một phòng ngủ với 46m2 tim tường. Thì khi chủ đầu tư bàn giao á, thì căn hộ này là đã hoàn thiện tường trần sàn. Thiết bị vệ sinh thì có labo và bồn cầu. Phòng ngủ thì đã có nóc sàn gỗ. Nhưng mà hiện tại thì chưa có bàn giao bếp, thì chúng ta sẽ tự làm bếp. Thì khu vực bếp ở chỗ này là một khu vực chủ nhà đã thiết kế một gian bếp cho mình thật là thoáng mát và dễ dàng nấu nướng, đúng không ạ? Thì khi khách hàng về nhận nhà, chúng ta có thể là tự thiết kế cho mình những cái loại bếp theo cái ý muốn của mình. Có thể là làm tủ kệ bếp trên, tủ kệ bếp dưới, tùy theo những cái một là tài chính, hai là hoặc là cái nhu cầu của chúng ta cần sử dụng. Gia đình có một người hoặc là 2 đến 3 người thì chúng ta sẽ làm những cái gian bếp rộng hoặc nhỏ, cũng như là làm tủ bếp trên để chúng ta để những cái phần đồ ở trên tủ bếp nó sẽ được nhiều hơn, ví dụ vậy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ đi tham quan khu vực phòng khách. Thì đây chính là khu vực phòng khách với một ghế sofa thật là đẹp và chuẩn chu. Thì chủ đầu tư không có bàn giao phần này, thì chúng ta khi mà về ở thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị cho mình một cái ghế sofa nè, rồi thiết bị điện tử gồm có TV ví dụ vậy, thì và một cái bàn ở ngay khu vực phòng khách đây. Thì chỗ này chúng ta sẽ có một khu vực phòng khách. Ngoài ra đi ra tiếp khu vực này sẽ có một gian hàng ban công, thì chúng ta sẽ có một ban công có thể thiết kế ở đây là thật là đẹp. Ví dụ như trồng những chậu hoa nhỏ hoặc là trồng những cây nhỏ nhỏ gì đó ở ngoài ban công này, thì chúng ta khi mà mỗi ngày cuối tuần, mỗi ngày đi làm về, chúng ta có thể bước ra ban công uống một ly cà phê, ví dụ vậy, ngắm cảnh ở dưới nội khu dự án, hoặc là nhìn ra những cái tầm view mà thoáng mát ở ngoài dự án Vinhome, ví dụ thế. Thì ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái khu vực, đó chính là một cộng. Thì cái khu vực một cộng này á, ở đây sẽ chính là chúng ta có thể làm những cái căn phòng nhỏ cho gia đình có hai vợ chồng hoặc là một em nhỏ hoặc là hai em cũng được. Thì chúng ta có thể làm một cái giường tầng đó, thì ở dưới là cho một em bé hơn, còn một ở trên thì có thể là một em lớn hơn có thể đi cầu thang lên được đấy. Thì đấy chính là một cái khu vực một cộng, hoặc là chúng ta có thể thiết kế thêm một cái bàn làm việc bé bé ở ngay cái chỗ khu vực này nữa, đúng không ạ? Thì ngoài cái khu vực một cộng này, chúng ta sẽ có một khu vực mà một cái căn phòng dành cho bố mẹ. Thì căn phòng này chúng ta sẽ thiết kế gồm có giường, tủ quần áo cũng như là rèm cửa. Thì khu vực đây chúng ta sẽ có một cái tầm view cũng như là ban công. Thì ở ngay trong phòng ngủ chúng ta sẽ nhìn trực tiếp ra được bên ngoài xuống nội khu, hoặc là nhìn ra ngoài cảnh quan ở ngoài khu dự án của mình đó. Thì ngoài ra thì sẽ có một cái nhà vệ sinh giống như nãy em cũng có nói là chủ đầu tư đã bàn giao cho mình, gồm có labo, bồn cầu đó, nhưng mà chưa có cái tấm kiến chắn kiền lực. Thì chúng ta sẽ có thể là tự làm hoặc là chúng ta sẽ làm rèm tùy theo ý thích. Thì đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Thì chúng ta sẽ có một cái căn phòng vệ sinh thật là xinh xắn và sạch đẹp như thế này đó. Thì chính là một căn hộ một phòng ngủ dành cho một gia đình trẻ, hai vợ chồng một em nhỏ hoặc là hai em nhỏ cũng được. Thì với diện tích là 46m2 thì anh chị thấy là một thiết kế này rất là gọn gàng và tinh tế, có đầy đủ bếp, khu vực phòng khách, rồi phòng ngủ cho bố mẹ hoặc là một phòng cộng cho em nhỏ, cũng như nhà vệ sinh. Thì anh chị nếu mà muốn quan tâm mua ở hoặc là mua đầu tư cho thuê, có thể liên hệ với em Đạt, trưởng phòng kinh doanh công ty bất động sản Vision Land. Vâng, em xin cảm ơn.